thì tôi giới thiệu luôn cái phần cuối cùng của cái Bootstrap menu navigation của chúng ta. Hôm trước chúng ta đã đi qua 4 cái ví dụ này ha. Thì cái ví dụ cuối cùng mà tôi muốn demo cho các bạn chính là cái menu là cái navigation bar của chúng ta. Khi chúng ta thu nhỏ lại thì lập tức nó xuất hiện một cái icon để chúng ta click lên click xuống ha. Thì các bạn thấy nó thực hiện như sau. Đây, khi tôi kéo nhỏ lại, tôi đã làm demo, các bạn nhìn thấy khi tôi kéo nhỏ lại thì lập tức tất cả những cái menu của chúng ta nó vào hết trong này, đúng không nào? Nó vào hết trong này của chúng ta. Càng nhỏ thì nó cũng hẹp lại thôi, nó hẹp lại thôi, được chưa nào? Thì cái này nó rất là hay khi chúng ta sử dụng trên cái thiết bị di động hoặc là trên những cái màn hình nhỏ như iPad, đúng không nào các bạn? Thì đó là cái mục tiêu cuối cùng khi chúng ta làm cái menu như thế này. Thì Bootstrap cung cấp cho các bạn một số những class rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần khai báo cái class là lập tức nó biến thành nó tự động biến thành những cái menu ở dạng cái icon giống vậy khi chúng ta thực hiện kéo nhỏ cái màn hình hoặc là chúng ta chạy trên thiết bị di động. Vậy để làm được điều này thì chúng ta xem cái code sau đây. Các bạn xem lại cái code này của chúng ta. Thì chúng ta cũng xài cái inverse, đúng không nào? Dạng nền đen và màu trắng, text trắng. Đây là phần logo, tôi không nói ha. Tất cả các menu drop down chúng ta cũng đã học rồi. Phần này là phần bên phải, right, Navbar right chúng ta cũng đã học rồi. Còn phần container ở dưới này cũng không có gì để nói. Bây giờ chúng ta nói cái phần này. Đây, khi này chúng ta nói cái này. Thì cái này các bạn nhìn kỹ, cái này các bạn có thấy giống gì các bạn? Collect, đúng không nào? Collect expand, đúng không nào? Thì Bootstrap nó gọi cái menu dạng giống vậy là collect đó các bạn. Và các bạn thấy cái biểu tượng ba cái gạch này thì thực chất chúng ta cũng build bằng những cái icon đó các bạn, icon để chúng ta tạo ra ba cái này. Và thực chất chỗ này chúng ta cần một cái nút để chúng ta bấm lên bấm xuống như vậy, được chưa nào? Thì khi tôi đã phân tích như vậy rồi, chúng ta quay qua cái code chúng ta sẽ dễ thấy hơn, dễ thấy hơn. Đây chúng ta xem cái code, cái phần container ở dưới, chúng ta không nói gì, đúng không nào? Nap rồi nap bar right, rồi chúng ta xài icon của clip icon thì chúng ta cũng không có gì để nói ha. Drop down thì chúng ta cũng đã học rồi, chúng ta gọi drop down toggle để chúng ta toggle, đúng không nào? Và data toggle chính là cái drop down của chúng ta. Và chúng ta có drop down thì cái này tôi cũng không nói ha. Active chúng ta cũng đã có rồi. Và các bạn thấy nguyên cái đám này active 3 của chúng ta nè, cái nap là cái phần menu. Được chưa? Còn là menu bên phải, một cái menu bên phải và một cái menu chính của chúng ta là nap. Được chưa nào? Rồi thì các bạn sẽ thấy như thế này. Thì chúng ta thấy là những cái thằng này, hai cái thằng này nó đặt trong một cái thẻ div và nó đặt trong một cái thẻ div này các bạn, trong thẻ div này. Và để gì các bạn chúng ta bấm lên bấm xuống được, người ta gọi đó là collect như tôi nói, thì các bạn đơn giản chúng ta khai báo là một cái class, một cái thẻ div nó chứa những cái menu bên trái và bên phải của chúng ta lại. Thì chúng ta đặt một cái menu, một cái thẻ div tên là có class là collect và navbar collect, chúng ta bắt buộc phải viết giống hệt như thế này thì nó mới collect lại được, bởi vì nó là Bootstrap đã làm việc đó cho các bạn ha. Chúng ta ghi collect và chúng ta navbar collect và chúng ta nhớ đặt một cái ID, thì cái ID này là gì lát tôi sẽ trình bày. Cho nên tôi nhắc lại, để xài cái gọi là cái thanh menu mà nó có expand như vậy thì chúng ta gọi một cái nó là gì, expand và collect, thì chúng ta thực hiện là cái class bằng collect và chúng ta viết navbar collect, được chưa nào? Và nhớ có cái ID. Rồi cái ID này thực chất là chúng ta gán đến cái button của chúng ta, button mà bấm lên bấm xuống đó các bạn. Thì trong cái nav header này các bạn, cái phần nav header của chúng ta nè, nav header của chúng ta, chúng ta bỏ trong header các bạn ha, các bạn nhớ chúng ta bỏ trong header, header. Thì chúng ta tạo ra một cái nút thay bằng button và cái class các bạn cũng nhớ, cái class chúng ta cũng ghi là navbar toggle. Thì navbar toggle để chúng ta click lên click xuống được thì nó xài đó là navbar toggle các bạn ha. Còn cái data toggle của chúng ta thì chúng ta viết nó là collab, là có thể có khả năng collab được, nghĩa là có thể năng co giãn đó các bạn, collab ha. Và cái data type các bạn bây giờ nhìn cái data target của chúng ta nè. Cái dữ liệu mà chúng ta muốn nhắm tới để khi click cái nút chính là cái gì các bạn? Cái ID my navbar. Chỗ này chúng ta cũng có my navbar. Chúng ta cũng thể đặt ABC. ABC. Rồi, trên này chúng ta cũng đặt là ABC, chúng ta phải truyền cho nó ABC. Đó, khi chúng ta làm ABC như vậy thì các bạn sẽ thấy cái menu của chúng ta nó chạy. F5 lại. Collect. Đây, collect. Đó, nó vẫn chạy được, đúng không các bạn? Cho nên cái data target ở chỗ này, data target chỗ này chính là chúng ta truyền đến cái gì các bạn, cái thẻ div mà chúng ta muốn là gì, collab, chúng ta nhấn cái nút đó nó collab, thì các bạn xài data target bằng trỏ đến cái ID của cái thẻ div mà nó chứa gì các bạn, cái chứa cái menu của chúng ta. Đây là cái ID này các bạn, đó đây là cái ID, chúng ta đã gắn ID lên được chưa nào. Rồi còn ba cái mà tôi nói là ba cái gạch gạch, ba cái gạch gạch để cái biểu tượng thì chúng ta xài cái span, chúng ta ghi là icon 3 icon 3 icon 3 thì lập tức cái trong cái Bootstrap nó hiểu icon 3 nó là cái gì và tự động nó vẽ cho các bạn là cái gạch đó. Vậy tôi nhắc lại, để chúng ta tạo ra cái menu như thế này thì đầu tiên chúng ta buộc phải có rõ ràng là gì các bạn, chúng ta có cái collab, cái float đúng không nào, cái float container float để chúng ta full màn hình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có một cái menu bên trái, một cái menu bên phải. Phần này gọi là phần nắp header này các bạn, phần này là phần navbar của chúng ta, còn phần này là navbar right được chưa nào. Để mà chúng ta có được cái vấn đề là chúng ta collab, chúng ta kéo lại thì nó xuất hiện cái đó, thì chúng ta bỏ tất cả gì các bạn cái phần này vào trong một cái edit thì nó tên là collab nap collab nap collab đây collab navbar collab, chúng ta phải bỏ hết cái này vào trong cái edit này được chưa nào, còn nap brand là chúng ta vẫn giữ nguyên, chúng ta chỉ bỏ cái thằng nào cái menu, nghĩa là chúng ta muốn collab cái nào thì chúng ta bỏ vào trong cái div collab đó. Cái này chúng ta muốn collab cái menu và collab cái phần bên phải thôi, phần bên phải, còn cái thương hiệu này chúng ta không collab bởi vì thông thường logo với lại tên thì nó ở bên trái cùng rồi, nhỏ màn hình nó cũng ở trái cùng được khi nào. Chúng ta muốn để thể hiện cái thương hiệu chúng ta cho nên chúng ta không bỏ cái thằng này vào, chúng ta muốn những cái thằng nào collab thì chúng ta bỏ vào trong cái div collab navbar collab id mà chúng ta có ngay đi. Sau đó trên cái nút của chúng ta, cái thay bằng nút này nè, cái nút này chúng ta làm gì các bạn, chúng ta đỏ cái data tag gạch xuống cái ID mà của cái thread chúng ta muốn collab được chưa nào. Và chúng ta đồng thời tạo cho nó những cái class là chúng ta nhớ ghi là nap và toggle, có thể click lên expand, có thể mở rộng ra hoặc là thu hẹp lại là chúng ta xài nap và toggle. Và chúng ta có cái data toggle chính là cái chữ và collab các bạn, data toggle cái dạng gì đó các bạn là collab được chưa nào. Và ba cái ở dưới là ba cái gạch thì chúng ta xài ba cái icon là span và chúng ta cho một cái class là icon 3. Như vậy là nó đã thực hiện được cái gì các bạn, đã thực hiện được cái menu của chúng ta. Menu của chúng ta sẽ là kết quả cuối cùng đây các bạn thấy nè, đây là cái phần chúng ta cần phải bỏ vào, đây là những cái phần tất cả những cái phần từ đây đến đây chúng ta bỏ vào một edit thì chúng ta khi chúng ta bấm lại kéo lại đó tự động nó dăng ra cho các bạn, tự động nó dăng ra. Bên này giữ nguyên, chúng ta để logo trong này thôi, ứng dụng này thường để logo đây nha. Rồi chúng ta bấm này, đây là một cái nút này các bạn, cái nút này được tạo bởi là những cái class để có thể toggle được các bạn, toggle để cái ở phía dưới nó, ở dưới nó. Và chúng ta có ba cái icon, này được cái nào, đây là cái button được cái nào các bạn đó, chúng ta gọi là expand rất là hay khi chúng ta tạo cái thiết bị siêu thì khi các bạn làm web các bạn cũng cần phải làm cái menu giống như thế này thì nó mới chuẩn là gì các bạn, đáp ứng cho những cái thiết bị nhỏ, thiết bị máy iPad hoặc là iPhone hoặc là những cái thiết bị di động thì nó có thể chạy được cái này. Thiết bị di động các bạn nha, thiết bị di động iPad iPhone tôi ví dụ thôi nha. Đó được chưa nào, thì đó là toàn bộ những kiến thức khi mà chúng ta tạo ra cái menu ha. Thì bài tiếp theo chúng ta sẽ đến cái carousel, đó là chúng ta kết thúc cái phần Bootstrap. Cảm ơn các bạn.